Trời ơi, cái này đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi. Không, cái này dễ thương nè Linh. Cái này rất là xuân luôn á Linh. Trời ơi, đẹp quá nè cô chú anh chị. Nón lá Việt Nam nè, thấy không? Trời ơi. Ôi trời, có nguyên cái xe đạp kìa. Bà con ơi, có nguyên cái xe đạp gắn bông kìa. Ai có nồi bánh tét kìa, ai đâu bánh tét. Trời, có nồi bánh tét luôn nè cô chú anh chị. Trời, có khói luôn nha, không phải là không có khói đâu. Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay thì Mai có hẹn đi khám bác sĩ ha cô chú anh chị, nên phải thức dậy sớm. Hôm nay là Mai sẽ đi chụp ngực. Tại các cô chú anh chị cũng biết rồi đó, là mẹ Mai cũng từng bị ung thư vú và Mai phải đi chụp mỗi 6 tháng một lần ha. Do đó là hôm nay là chuẩn bị nè cô chú anh chị, xong xuôi hết rồi ha. Bây giờ là đi xuống kiếm gì ăn nữa xong rồi đi thôi. Ngày hôm nay là Mai sẽ đi một mình. Bởi vì con gái của Mai á phải đi, sao ta, đó là mình đi sớm quá, đúng ngay cái giờ hẹn mà con gái mình đi học luôn, cái giờ mà mai hẹn bác sĩ á, nên ông xã Mai sẽ chở xíu muội đi ra xe bus, còn Mai thì sẽ tự đi một mình. Không sao hết, mình lớn rồi, mình là người lớn mà. Cô chú anh chị đó, thì bây giờ xuống dưới đây tìm cái gì ăn cả rồi mình tính sau ha. Xíu muội giỏi chưa nè cô chú anh chị. Sáng nay là xíu muội pha hai gói mì cho một cái cho ba, một cái cho xíu muội phải không con? Một cái cho ba, cái cho xíu muội đó. Giỏi quá vậy ta. Cũng biết quan tâm dữ ha. Bà không có pha cho Mai là tại vì bình thường là Mai không có dậy sớm cả nhà. Ba sẽ là người chở xíu muội đi học, do đó là xíu muội nó chỉ pha cho hai cha con nhà đó thôi. Mai cũng đi pha một gói miếng ăn liền để ăn cô chú anh chị ha. Còn miếng rau nó hơi cũ nhưng mà không sao, kệ nó đi. Có còn hơn không? Rồi, lại có miếng thịt bò nữa chứ. Mặc dù là miếng ăn liền nhưng mà như vậy thì cũng đâu có, nó có thua kém gì ngoài tiệm cô chú anh chị ha. Rồi, được rồi. Mời cả nhà ăn sáng ha. Ăn miếng ăn liền thôi làm gì thấy ghê vậy. Mời nó như hơi cũng kệ nè. Ăn đơn giản thôi nha. A few minutes later. Đây xong cả nhà ơi. Mai đã ăn xong rồi, bây giờ phải lên đường thôi. Thôi đi thôi cả nhà. Ông xã Mai ông đuổi Mai ra rồi đó. Mới tới giờ rồi em phải đi thôi. Em đừng có lên bè nữa. Mai đâu có lên bè đâu. Ông nói chạy xe cẩn thận. Coi chừng đường lạnh nó đông đá đó, nó trơn lắm ạ. Hôm nay cũng nắng đẹp lắm nha. Nhưng mà trời ơi, phải đi khám bệnh thôi. Tới rồi cô chú anh chị ơi. Cũng bị đi lạc hết một lần. Không biết nó chỉ sao mà cái này nó chỉ vô trong kia. Mà chạy cách đây khoảng hơn một chút xíu, khoảng 0,2 dặm à. Đó, tòa nhà mà năm nào cũng lại, 6 tháng lần lại hay là năm nào cũng lại vậy đó, quên rồi. Đây cô chú anh chị, Mai đã làm thủ tục xong đi vô ngồi chờ ha. Hôm nay sao không thấy ai hết trơn, thấy có mình Mai à. A few moments later. Ôi, cả nhà ơi, không được gì hết, không được gì hết. Cô chú anh chị biết tại sao không? Đi vô khám mà không được, tại vì khi mà mình lấy hẹn, mình tái khám ở đây á, mình chụp lấy hẹn để chụp ngực á cô chú anh chị. Thì mình đã gọi điện thoại cho văn phòng bác sĩ gia đình rồi và nói họ sẽ gửi cái prescription, là cái khi mà mình muốn đi chuyên sâu vậy á, thì bảo hiểm họ yêu cầu mình phải có giấy giới thiệu của bác sĩ ha cô chú anh chị. Phải có giấy giới thiệu của bác sĩ gia đình mới đến được bác sĩ chuyên khoa hơn, mới khám sâu hơn. Và khi mà ông xã Mai gọi á, thì người ta nói ok, người ta sẽ gửi cái cuối cùng ngày hôm nay á, ở chỗ chụp ngực này người ta chưa có nhận được cái giấy giới thiệu của văn phòng bác sĩ gia đình.
người ta gọi hoài cái văn phòng đó mà không có được ha. Sau đó thì ông xã Mai mới gọi cho ông xã Mai, thì ông xã Mai gọi cho văn phòng bác sĩ đó thì mới nói là bây giờ nếu mà cần cái đó thì phải từ 7 đến 10 ngày họ mới gửi đến được, nên là thôi mình đi về. Trời ơi, đúng là cái mấy cái bạn nha, nhân viên ở văn phòng bác sĩ này làm việc có vẻ không có được ổn ha. Ông xã Mai đã gọi từ lâu lắm rồi, cô chú anh chị lấy hẹn từ lâu lắm rồi. Tại vì mọi người cũng biết đó là để lấy hẹn cho cái memogram này không phải là đơn giản đâu cô chú anh chị. Lấy hẹn rất là lâu bên Mỹ này, mà mỗi lần mà lấy hẹn bác sĩ hay lấy hẹn gì nè, rất là lâu luôn. Cuối cùng làm cho mình phải lỡ cái buổi ngày hôm nay. Cái xe của Mai nó có vấn đề cả nhà. À, cái bên này nè, cái quạt gió bên này nó không có ra. Cái hệ thống đó, để Mai kiểm tra coi. Nguyên cái hệ thống bên này nó không có. Nguyên cái hệ thống nó ra hơi nè, thấy không? Ra hơi nè. Bên này không có nè. Đó, Mai chắc là phải đi bác sĩ nữa, xe này cũng cần đi bác sĩ nữa. What? Buồn vậy. À trời ơi, nó không có hư. Do là mình chỉnh cái chế độ này nè cô chú anh chị. Khi mà mình đi rửa xe, ông xã Mai mới rửa ngày hôm qua là mấy cái bạn rửa xe bạn chỉnh tùm lum tà la hết, là nó sai chế độ. Hèn chi may là mình cũng kiểm tra lại, chứ không có mình về mình nói với ông xã mình là nó không hư, mới công phiền nó gửi đi bảo dưỡng nữa. Vậy là nó không cần đi bác sĩ rồi. Mỗi lần cái xe này đi bác sĩ tốn tiền lắm cả nha. Thôi bây giờ mình đi về thôi. Đưa mọi người đi vòng vòng, cuối cùng phải đi về công cốc ha. Đúng thiệt, người tính hơn mình trời tính. May là cũng không có xa nhà lắm cô chú anh chị. Về nhà cả nhà. Chắc bây giờ phải tranh thủ đi làm móng tay móng chân thôi, chứ giờ ở nhà cũng làm gì đâu. Sáng ra Mai ăn một tô như vậy rồi mà cô chú anh chị biết sao không? Mai ăn có mấy trái cherry thôi mà thấy sốt ruột đói bụng lại rồi nha. Chiều nay là có hẹn với mấy chị em Việt Nam đó để xin bánh tét cả nhà. Chị ấy chị cho mình cái lòng bánh tét mà bây giờ thì những con sớm quá, mấy người nó chưa có xong, mấy người đó đi nào là đi u nhuộn tóc rồi đi châm cứu rồi ngựa đi khám bác sĩ ha. Mai hôm nay kế hoạch bác sĩ bị bể nhưng mà không sao, thôi chắc giờ tranh thủ đi làm móng tay móng chân thôi, tại vì móng tay Mai nó cũng ra quá trời dài rồi cả nhà. Thôi đi làm móng tay cả nhà. Mới gọi điện cho tiệm nail ở bên này của chúng chịu khổ lắm, làm cái gì cũng phải lấy hẹn hết á. Không phải là muốn là xách nít đó ngồi chờ đâu, không có ai nhận mình ha. Đó phải về nhà cái đã, xong rồi lấy hẹn. Muốn làm móng tay móng chân cũng phải đi lấy hẹn. Thì Mai mới gọi điện cho cái tiệm nail gần nhà Mai á. Hôm nay là chị bạn Mai chỉ không có rảnh á, thành ra là Mai sẽ đi cái tiệm khác. Nó muốn làm chân làm tay nó rảnh không? Nó rảnh đi liền. Chạy ra cả nha. Đó là Mai phải tranh thủ, coi chú gì biết sao không? Đi hai xe tại vì cho nó tập thể dục á cả nhà. Mình bữa mình đi xe kia rồi, bây giờ mình đi xe này. Sáng mới tập thể dục cho xe kia rồi, bây giờ tập thể dục cho xe này. Chân ngắn quá, mỗi lần mà leo lên xe là phải. Tới rồi nè cả nhà. Đây là tiệm nail nhỏ nhỏ gần nhà Mai nè. Modern Nail ha. Tiệm này nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà làm cũng được cả nha. Thợ đây làm cũng tay nghề cũng cứng lắm, nên thành ra cũng ok. Trời, móng dài quá. Xong rồi cả nha. Màu rõ. Đây một dòng tiệm này cô chú anh chị, tiệm này cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Móng của Mai dài quá mà Mai không có nghĩ là nó dài đến vậy luôn cô chú anh chị, tại khi mình để bột lên, để dip lên á mình không có thấy nha. Quá trời dài luôn. Có nên làm gì để ăn Tết không cả nhà? Nên cắt chút xíu ha. A few minutes later. Cả nhà ơi, Mai có móng tay mới rồi đây. Cũng vẫn màu đỏ nha cả nhà. Thì hôm nay Mai làm, hôm nay cập nhật giá cho mọi người biết chút xíu. Mai làm dip nè, tay ngắn ha, tháo ra, chân treo. Rồi nhỏ chân mày thì 10 đồng, có chú anh chị quá, chân mày là 10 đồng ha. Dip ở đây có 35 đồng thôi, dip khá là rẻ. Còn chân treo thì 45 đồng theo treo cũ ra nữa nha. Giá đây cũng khá là bình dân cô chú anh chị. Tại tiệm này cũng là tiệm bình dân, khu nhà Mai thì cũng không có cái tiệm nào nó quá sang trọng đâu. Nhưng mà cũng có tiệm nó mắc hơn chút xíu.
tiệm thì rẻ, tiệm thì mắc. Ví dụ như Deep thì có tiệm gần ở nhà Mai, trong khu kia thì cũng có giá 40, nhưng mà tiệm này thì họ tính có 35 thôi. Ủa, à đây. Trời trời, chạy hai xe nó bị confused cả nhà. Cái xe kia thì nút start ở đây, cái xe này thì nút này nó ở đây, nên thành ra nó bị quên. Rồi, màu đỏ để ăn Tết. Thôi đi về thôi cả nhà ha. Trời trời, cô chính chị bây giờ tới nhà rồi mới phát hiện ra nha. Sáng tới giờ mình đi, mình ngồi ở trong cái chỗ làm móng á, là ông xã Mai hôm bữa đó. Ổng đi rửa xe xong ổng để quên chuồng hết xe trong xe luôn cả nhà. Chịu đời nổi không? My God. Nè. Hey. Do you know you forgot the key inside the car? Oh, the car wash, yeah. I even don't know that. I Sorry. Go to the nail salon with the key inside the car. And it wouldn't lock? Is that what happened? It locked, but I don't know how the key inside the car. How can it still? What happened? It still locked? Yeah. Okay, bye bye. Bye, honey. You drive carefully. Okay. Cô chính chị, bây giờ Mai lại đi hẹn hò với bạn Mai. Đi xuống đó chị nói chị chiên bánh tét cho mình, thành ra là mình sẽ đi. Cô chính chị ha, Mai sẽ mang theo mấy cái bịch này. Sẵn tiện đi chợ, nếu mà có thể đi chợ Việt Nam thì mình sẽ mua. Còn nếu không thì thôi, Mai không biết là Mai sẽ đi xe nào nữa. Đi xe này hay đi xe này? Đi chợ thì Mai nên đi xe này thì nó sẽ để được nhiều đồ hơn. Ừ. Nếu mà Mai đi chợ thì Mai đi xe này thì nó tiện hơn đó cả nhà. Tại vì để được nhiều đồ hơn, còn đi xe kia thì nhỏ quá. Thôi đi xe này đi. Ở bây giờ là đi xuống cái khu Việt Nam hồi xưa Mai hay ở, cô chính chị. Hồi xưa mà mình ở gần gì đó ha. Tại vì chợ Việt Nam thì chỉ có khu đó thôi. Còn nếu không mà Mai phải đi xa nữa cả nhà. Thì nhà Mai mà đi chợ Việt Nam là thường 40 phút ha. Và nếu mà đi xa nữa thì 50 một tiếng. Mặc dù là 50 phút một tiếng là xa lắm, nhưng mà do là Mai đi đường highway thì nó sẽ gần hơn. Còn cái này là Mai đi đường local, đường trong nội bộ nên nó sẽ chậm, nên thành ra gần mà ra xa. Đây Mai tới thành phố rồi cô chú anh chị. Phía north của Philadelphia ha. Bây giờ thì Mai sẽ vô nhà bạn chút xíu rồi Mai chắc dẫn mọi người đi chợ. Nhà bạn Mai có chỗ đậu xe này cũng đã lắm, mặc dù trong thành phố nhưng mà đậu xe thoải mái cô chú chị. Này thấy không, cái chỗ này đậu được tới mấy chiếc xe luôn. Wow, nhà bả bây giờ này mà mùa này mà còn cải nữa nè, đã không cả nhà. Hay thiệt đấy. Thôi lên thôi. Một lúc sau. Đây cô chú anh chị, ăn uống no nê tới nhà bạn ăn bánh tét xong, bây giờ mình đi mua áo dài. Mình tới nhà bạn được bạn bao ăn rồi giận chiên bánh tét cho ăn ha, chơi lâu lắm mới gặp, bây giờ hôm nay là quyết định là sẽ đi. Cái này giống một phái đoàn quá nha. Wow, đây cô chú anh chị áo dài nè, trời ơi một thi. Coi nè, một nhà luôn cô chú anh chị, không ngờ người Việt mình đem áo dài qua đây bán quá trời luôn. Ở gần khu nhà Mai nè cô chú anh chị. Trời, cái này chị phải live stream lên, chị bán trên mạng mới được chị ơi. Không bán nổi hả? Trời ơi. Không, chị live stream trên mạng chị bán đắt lắm, chị ship xuyên bang đi, em thấy người ta bán nhiều lắm. Chị ship, chị ra bưu điện chị gửi. Làm biến rồi. Trời ơi, choáng. Trời ơi, thiệt á. Có, đi vô trong vậy ta chán. Trời quá trời, áo dài luôn nè, cô chú anh chị thấy không? Một nhà luôn nè. Tụi vô nhà của chị đã ăn bánh tét, mà ăn tự nhiên đang ăn cái nó quá trời luôn. Ai nói chị nào? Cái điện thoại chị đó, chị điện thoại. Cô chú anh chị thấy không? Đây. Đủ kiểu luôn, hai tà luôn ha. Không cần về Việt Nam cô chú anh chị ha. Không cần về Việt Nam luôn. Chị có cái kẹt không? Không có. Không có cái kẹt, không có địa chỉ hả? Địa chỉ nhà. Cho em số điện thoại hay gì đi, em để trên kênh cái em, mai mốt người ta tới người ta mua. Cho giới thiệu cho cộng đồng người Việt mình tới đây mua đúng không? Đúng rồi, ngày cuối tuần chị đông lắm. Dạ. Cuối tuần
thì người ta cứ nói mẹ nhau vậy. Ừ, gọi điện xong rồi tới trời ơi quá trời trời luôn. Mày đi cắt thôi chứ chị đâu. Chị có máy may nên lên. Có cái gì? Chị có máy may nhà đó. Trời ơi, coi áo dài nè. Có áo dài con nít không chị? Có áo dài đàn ông luôn không chị? Có luôn. Wow, ở đây có đủ thứ chứ. Đàn ông cũng có, con nít cũng có luôn. Đám cưới lắm xin, tại chị em mấy người đám cưới hay tới đây chị để đặt order cho được người bưng quả rồi. À, đúng rồi. Có áo dài bưng quả luôn nha cả nhà. Dữ thiệt. Trời ơi, mình ở đây mình không biết luôn ha. Ừ, gần đây hả, sát đi hả? Ai bảo Philly không chị ạ? Cắt tên. Tết đây thì nó ngắm ngắn, nó ngắm ngắn tới đây. À, ai dạ, cắt tân nó lên được á, lên cái ngắn ngắn lên mặt dừa đó. Nó chiều dài. Đó, chiều dài hơi có hạn. Cái này nó sẽ là... Cái đó thì... Cái này thì nó... Thôi cái màu đỏ đỏ này đẹp nè, Linh. Còn cái này thì mình mặc thường thường. Lấy cái màu đỏ đỏ cho Tết Tết. Tết đây, Tết là đi hết. Ừ. Ừ, cái này là dừa với em. Ừ, cái này được nè, đẹp nè. Dễ thương quá Linh. Cho em màu đỏ luôn đi. Có cái nào đi, đúng không? Đúng cô này không hay là khác? Họ khác đi, tại vì em chụp hình chung chị. Ở đó đây chị. Đây đây đây, đây em dục 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 ở đó. Dạ dạ dạ. Đây qua đây qua đây qua đây qua đây. Qua đây. Qua đây qua đây cưng. Xanh đỏ tím vàng. Ở đây. Cho em đỏ đi. Đây cầm vỏ cho Linh. Rồi cái này là bạn. Đây một size hả chị? Không có nhiều size. Cái đó size XL. Cái đỏ phải không? Dạ. Cái này cũng đẹp nè. Ừ, cái đó cũng dễ thương á nha Nhung. Đó cô chú anh chị thấy áo dài không? Ngập tràn một á. Không ngờ luôn á cô chú anh chị. Mấy không? Bên Mỹ này áo dài không thiếu gì hết nha. Có camera không chị? Chị có đàn ông nhưng mà đàn ông đi làm rồi. Okay. Đây anh lấy gì không? Có lấy size gì không? Em cũng muốn mua áo dài con nít thôi. Áo dài. Dạ. Nít em mấy tuổi? 14 tuổi với lại 10 tuổi. 14 tuổi là phải lấy size cái 16 á nha. Dạ. Nó cũng lùng lắm, lùng. Lùng không? Lùng. Để chị mở cho con. Dạ. Để đây cho mấy đứa nó thử đó. Dạ. Đây. Trời ơi. Đây. Đó. Trời ơi. Dễ thương ha. Hoa hồng này cũng dễ thương ha. Quá trời dễ thương luôn. Chị mà chị trông giờ anh cuốc á. Đây cô chú chị thấy không? Dễ thương. Mấy cái này cũng hợp với em mà nhìn sang nè mẹ. Ừ. Quá trời nè mẹ. Cái đó nó còn có một size L. Ờ cái đó đẹp lắm nè, chắc mẹ mặc size L vừa. Ấy vậy em mới đang trên đường về, em chỉ mua đồ cho con em thôi. Ừ. Cái này nổi hơn không? Cái này không nổi, em muốn nổi nữa. Nó muốn nổi nữa. Chưa đủ nổi chị ơi. Chưa đủ nổi. Cái này cũng dễ thương nè cô chú anh chị ha. Cái màu hồng này nè. Cũng ngọt ngào ha. Tay hơi ngắn. Tay hơi ngắn sợ nó hơi bị dạ. Yeah, quá trời nhiều luôn. Đúng rồi màu đỏ gì luôn á ha. Cái này nó có cổ không chị? Nó không có cổ. Cái này không có cổ. Trời ơi, cái này đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi. Không, cái này dễ thương nè Linh. Cái này rất là xuân luôn á Linh. Trời ơi. Đẹp á, lấy cái này đi. Đừng có kéo quá. Cái này cắt tân mà. Cái này đẹp nè. Cái này đẹp quá trời, cái này lấy cái này đi Linh. Nứt nách luôn thiệt á. Lấy cái đó đi Linh. Cho em đôi guốc nữa là em nói. Như hoa hậu luôn rồi đó. Nè, em như hoa hậu. Anh kêu mấy cậu gì đó. Rồi tao tao quay nãy giờ rồi. Kêu nhìn sao như cô tiên. Không đẹp lắm nha Linh, lấy cái bộ này mày không lấy là mày hối hận á Linh. Chỗ xấu Linh ơi, cái này là người ta may cho em chứ phải người em mua đâu nha Linh. Không, cái này vừa lắm nha Linh. Ừ. Trời ơi nó lấy cái áo dài mà nó giành giật. Thôi coi quay lại coi hai bà quay lại coi. Ôi bà Vi đẹp nè Vi, quay lại coi. Không cái áo dài này đẹp nè nha. Cái sau lưng của Vi đẹp. Ờ cái sau lưng rất là đẹp luôn á. Mà trước cũng đẹp nữa. Thôi cái này không có được đẹp, cái này không được đẹp. Cái này nó bình thường. Cái này nó hơi cái hoa văn nó hơi quê quá. Nó hơi quá. Nó quê quá. Quá quyên cái người. Ừ, cái này đẹp nè. Trong cái này đúng là tết luôn. Cuối cùng mình cũng có áo dài rồi mà mai tới đây mày vẫn phải mua cái này nè cô chú chị, dễ thương lắm, xinh quá trời xinh luôn. Ừ. Cái này đẹp nhất á. Ừ. Ừ, hoặc là em lấy một cái cách tân gì nữa mặc cho nó thoải mái, em hiểu không? Ừ. Tùy em.
đẹp. Như nhà như nhố, như nhà như nhố. Đây là áo dài. Bộ thôi hả? Tưởng đây. Bộ không, em vẫn có mấy bộ ở nhà chưa mặc đó thấy. À, rất là nhiều rồi, nên thôi là mua một bộ này thôi. Vậy cái form. Bây giờ là tới bà ba luôn nha. Ở đây chỉ có bán đầy đủ luôn cô chú anh chị. Bà ba áo dài. Đám cưới. Trời ơi. Đó cô chú anh chị thấy không? Áo dài mà chỉ chất nè. Chị chất từ trước ra sau nhà chỉ là chỉ có áo dài không thôi đó cô chú anh chị. Cái áo dài này là giống áo dài hôm bữa Mai mua nè. Mai mới phát hiện ra cô chú anh chị thấy không? Đó. Chỉ có cái size biết cái size khác thôi chứ còn giống y như cái áo dài Mai mua. Ừ, thôi hôm nay Mai chỉ mua được một cái thôi là đủ rồi, một bộ thôi cả nhà ha. Đó. Một bộ này để mặc du xuân. Còn Mai hỏi áo dài cho Ngân với xíu muội mà chị nói hết rồi, hết size rồi. Nên thôi. Mọi đứa mua được bộ. Đó xong rồi đó cô chú anh chị. Hai bộ này là chị bán có Mai có 35 đồng mà giảm giá ha. Cách tân. Bà này là lấy mấy bộ? Nhung lấy mấy bộ? Rồi ba bộ. Dữ dội. Chị tên gì? Chị An phải không? Chị An, trời ơi. Thì hồi xưa chị An cũng đi làm nail nha. Có. Ui, cái gì đây? Đâu có xe đó. Ông sợ mình không mang hết trơn. Không có xe hết. Mượn tiền 50 nha. Ôi, mượn tiền mua dài luôn hả? Thôi ra phường giải thích đi. Ơi. À. 60 nha bé. 80 có tới 3 bộ mặc luôn thoải mái luôn phải không? Ừ. Ê, cái màu xanh này đẹp quá vậy. Trời bây giờ bả về bả mới thấy được cái màu xanh này bả. Thấy cái áo này đẹp nè nha. À. Cái đó nó tới có tới size 2X. Tới 2X luôn đó Vi. Nhưng mà cái đó cái size đó làm nhỏ nha. Cái được mặc XL. Ừ. Em mặc 3X. Hồi nãy em mặc L đó. Đẹp lắm. Linh thấy màu xanh hả? Thôi đừng có rủ đi, rủ đi là tốn tiền. Vậy lấy cho em 80 đồng mà có tới 3 bộ áo dài mặc còn than gì nữa. Ừ. Đứa nào mới nói, đứa thì nói không có áo dài, đứa thì nói không có quần. Bây giờ là có đủ hết rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đợi chị thì xách lên bé này không có nhà tiền này không có nhà tiền từ từ. Mà bây giờ chị không có lấy lệ cho bà này là bà cũng giận bà khỏi lấy. Rồi xong luôn. Không có chân lương thì bà đi nguyên đám mà. Em mà tài xế em ở đây là mới lên bộ. Đó tụi em cũng quen nhau trong tiệm nail chứ đâu đi làm nail chung xong rồi quen. Chứ bây giờ mình đâu có đi đâu chơi đâu quen nhau đúng không? Chị áo dài đàn ông ở đâu chị? Chị kìa tới đàn ông ở trong đó. Ồ tới mua cho chồng luôn kìa. Chị bán cho em cái áo dài cho ông chồng em mặc cái nó ờ biết cái ông sao? Ông to to thì cứ lựa cái nào ông to to. Ông nào cũng to to hết trơn á. Chị bà giận luôn đó chứ. Vậy hả? Chị nhớ ngày xưa lúc mà mình đi vũ nail. Nhớ mình đi vũ nail. Chồng đó nói vậy đó. Câu cao to to. Đợi chị một phút để chị lấy áo này cho anh bé này trước. Đúng rồi. Lấy cho em lời. Trời ơi, mua áo dài muốn quánh nhau trong này luôn vậy, giành giật nhau. À, cái quần xanh nó ngọt ngào quá nha. Tao thấy cái bộ được hơn màu đỏ. À, cái mặt đỏ, tao mặc xanh. Ờ, à, quần xanh nó nhìn ngọt ngào quá Phi. M L đi. Ui, dễ thương quá, cái màu xanh nó ngọt ngào quá. Bà Linh cũng khoái màu xanh nữa rồi đó. Thấy không chị, nó đi dài nó còn chưa chịu dài nữa đó. À, cô chú anh chị, trời ơi. Cái áo dài cách tân nam đẹp không? Áo dài nam nè. Dễ thương. Rồi vậy là mua được rồi, cô chú anh chị cuối cùng cũng thoát ra được khỏi căn nhà đó rồi. Đồng bọn cứ đi ra, đứa này nó muốn là mua thêm, đứa kia muốn mua thêm. Trời ơi, được trời. Nè, trả tiền lời nha, 30 đồng bây giờ trả thành.
Đây cô chú anh chị ơi, tưởng được về đến nhà mà cứ cũng không được về đến nhà, bị chở tới chùa cho coi. Chùa người ta trang trí tát đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Đây cô chú anh chị, đây là chùa ở gần nhà chị bạn Mai hôm bữa. Mai chả hôm bữa mà rằm tháng giêng Mai tới đây cô chú anh chị ha, coi pháo bông với lại coi múa lân ha. Đây cả nhà, họ trang trí quá trời đẹp luôn ha. Nắng lá. Wow. Chụp hình cả tiền nha. Dạ. Trời đẹp quá nè cô chú anh chị. Nắng lá Việt Nam nè, thấy không? Trời ơi. Ôi trời, có nguyên cái xe đạp kìa. Bà con ơi, có nguyên cái xe đạp gắn bông kìa. Trời hu. Trời đẹp quá cả nhà. Mừng xuân Giáp Thìn. Ai có nồi bánh tét kìa, ai đâu bánh tét. Trời, có nồi bánh tét luôn nè cô chú anh chị. Trời, có khói luôn nha, không phải là không có khói đâu. Trời ơi, có lửa, có khói đàng hoàng nha. Có cây cây chuối nữa nè. Tỏi, tiết gì. Dễ thương quá cả nhà. Đây cả nhà ơi, đi chơi còn được đòn bánh tét mang về nữa ha. Đó, chị bạn Mai chị đặt bánh tét xong chị cho mỗi đứa. Mai thì có một mình nên cho một đòn thôi, còn hai đứa kia nó được hai đòn. Thôi mình đi về cả nhà. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã cùng đi chơi với Mai ngày hôm nay, là đi mua áo dài ha. Hồi nãy đi vô trong chùa cô chú anh chị, Mai cũng gặp nhiều cô chú anh chị coi kênh Mai ha. Gặp chị Nga, cảm ơn chị Nga đã tới nói chuyện với em ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà những video sau nha. Tạm biệt mọi người.